Hello, xin chào bác, em là Minh Tia Chớp. Thì hôm nay em có về một chiếc Seiko Preset SARW021. Đây có thể nói là một trong những mẫu Seiko Preset máy 6R bán chạy nhất trên thị trường hiện tại 2021 và 2023, mặt trắng và đen đấy các bác. Về cơ bản thì cấu hình máy thì khỏi phải bàn. Thân vỏ phủ đa xi, kính sapphire phủ super clear trong loá siêu trong. Rồi, máy 6R21 với 28.800 tần số động và dây tóc được sở hữu đó là dây tóc chống tư đó, option thì khỏi phải bàn. Con này nếu mà đưa về thị trường Việt Nam thì giá của nó sẽ dao động đâu đó loanh quanh tầm trên dưới 35 triệu, không rẻ hơn đâu các bác. Nhưng mà hôm nay thì em có một chiếc qua sử dụng, hình thức đang còn tương đối đẹp và giao lưu với các bác chỉ có là 12.500.000, giá rất ổn áp đúng không các bác, 12.500.000 cho một chiếc 6R21 full option đời mới, giá chỉ bằng một chiếc 4R35 đời thấp thôi. Còn đây là 6R21 tần số 28.800 full option. Quá rẻ. Thật sự các bác là cái dòng 2021 và 2023 hiện tại thì cái giá của nó cực kỳ hợp lý rồi. Chưa bao giờ nó lại tốt đến như vậy. Ngày xưa thì em nhớ cách đây khoảng độ đôi năm thì khi mà cái đời 2021, 2023 nó mới ra thị trường. Hồi đấy một con lướt thì nó phải dao động tầm 18-19. Mà bây giờ một chiếc như thế này có 12.500.000 bằng một chiếc Seiko 4R35 thấp ngoài hãng mà đã được sở hữu một chiếc option cao đấy như này thì cân nhắc các bác nhé. Hình thức con này tương đối đẹp, các bác nhìn này đấy. Dây thì dây ba mắt đời mới đánh xước, có hai chỉ đánh bóng đan sen, khóa thép đúc đặc, và đây là một chiếc với khóa liền mắt các bác nhé, cực kỳ gọn gàng, chống bụi bẩn tốt đấy, mà đeo thì nó sẽ không vương víu. SRW021 và 023 thì nó sẽ sở hữu một cái bộ khung mới, khi mà thiết kế phần thân vỏ của nó sẽ được sử dụng cái thiết kế càng mới. Thì cái thiết kế này làm cho chúng ta liên tưởng đến bộ 62GS của Grand Seiko các bác nhé. Đây là cái thiết kế mà nó khá là giống với cái dáng 62GS trên Grand Seiko. Thiết kế càng chạy từ dưới lên đến trên đó và được đánh phay xước, benzo sẽ được nổi và đánh bóng. Đây cũng là một cái dáng phải nói là rất là đẹp của dòng Preset các bác nhé. Nếu mà nhìn bên hông các bác nhìn thấy này, nó cũng sẽ có một cái độ cong và ống tay rất đẹp. Đấy. Con này thì cũng có xuất sắc rồi, nhưng mà cơ bản đang còn rất đẹp, 12.500.000. Dáng thì như dáng 62GS vậy. Toàn bộ thân vỏ sẽ được phủ đa xi với một lớp phủ chống xước tốt hơn, chống oxy hóa, nước hoa, chất tẩy rửa xà phòng để giữ cho chiếc đồng hồ chúng ta luôn bóng đẹp. Đó, kính sapphire nguyên khối lại có phủ super clear trong loá siêu trong, gần như chúng ta không nhìn thấy kính của chiếc đồng hồ này. Đấy, quá là ok rồi. Núm sẽ có logo của Seiko này. Thiết kế kích thước size thì cũng rất dễ đeo thôi, khi mang trong mình kích thước size khoảng tầm 40 hơn, gần 41. Dày 12.3. Lắc con này chắc 48, 46 hơn. Dễ đeo lắm các bác nhé. Tay của em Minh là khoảng độ tầm 15.7 và đeo con này thì đảm bảo với các bác là đẹp, quá đẹp luôn. Đó, không có gì để mà chê cả. Con này phối sơ mi vest thì không có gì để mà bàn. Nói chung anh em có cổ tay tầm 15.5 đổ lên là đã có thể chơi được con này rồi. Mà số con này thì nó sẽ có gam màu trắng, và trên đấy thì chúng ta sẽ có cọc kim được hoàn thiện, phải nói là quá ngon luôn. Trong tầm giá này cọc kim con này được hoàn thiện quá tốt, nhìn như Grand Seiko vậy. Bộ kim thì quá đẹp rồi, bộ kim này các bạn nhìn này, xanh deep blue, gặp nắng thì lên màu thì thôi rồi, không phải bàn cãi các bác nhỉ. Trong cái tầm giá này độ hoàn thiện nó quá tốt, đầy đủ lịch thứ ngày và kim báo chữ cost. Đây là những cái option, những cái tính năng mà sẽ rất hay xuất hiện đối với những chiếc đồng hồ full 6 kim. Đối với những chiếc đồng hồ cơ bản thì các bác sẽ thấy luôn luôn sẽ là bộ 3 kim một lịch đúng không? Nhưng mà con này nó sẽ khuyến mại thêm cho các bác là lịch thứ này và kim báo chữ cost. Những cái tính năng hay được sử dụng nhất cho một chiếc đồng hồ cơ nếu không chỉ để xem giờ. Thế nên là phải nói con này thì nó tương đối là đầy đủ với anh em, nhất là đối với những anh em văn phòng. Và đặc biệt thêm một cái nữa đó chính là cái sự gọn gàng. Các bác có thể nhìn thấy là 6 kim nhưng thiết kế con này thì cực kỳ gọn gàng, sắp nào ra sắp đấy, xem thứ xem ngày xem báo chữ cót, nó hoàn toàn rất là đơn giản và nó không bị kiểu cảm giác bị rối mắt. Đây là một cái ưu điểm lớn của nó nhé.
Đối với những chiếc đồng hồ 6 kim thường là nó sẽ đi liền với cái tính năng kiểu gì đấy nó hơi rối mắt. Nhưng với chiếc đồng hồ này thì các bác sẽ nhìn thấy này, thiết kế cân xứng đối xứng rất đẹp mà lại gọn gàng. Đó chính là ưu điểm của chiếc đồng hồ này. Điểm nhấn chính là đến từ bộ kim các bác nhé. Bộ kim xanh deep blue phải nói là cực kỳ hoàn hảo. Về máy thì con này ngon rồi. Máy 621 29 chân kính vành tóc kháng từ và 28.800 tần số động, chữ code 45 giờ. Sai số rất ngon, chỉ quanh quẩn trên dưới 10-15 giây một ngày thôi. Rất ngon, thậm chí là dưới 10 giây, thậm chí là dưới 5 giây cũng có các bác nhé. Chống nước 13 này, kính sapphire model, thân thép không gỉ này, chống từ và made in Japan. Chiếc đồng hồ này thì cấu hình máy của nó rất là ngon, 28.800, kim trôi rất mượt, sai số thì nó cũng rất tốt. Automatic có hỗ trợ có tay dừng kim giây, hacking stop cùng với khả năng chống từ. Thì thật sự các bác là cái mức giá 12 triệu 500 nghìn cho một chiếc máy 621 full option thì đây là một cái mức giá rất rất mềm mại và các bác có thể cân nhắc. Bởi vì thực sự các bác là 12 triệu 500 ngàn ra ngoài hãng thì chúng ta xem nào, 4R35, một con 4R35 tầm thấp bây giờ nó cũng có giá dao động tầm khoảng 12 năm rồi. Tức là thực sự các bác là cái mức giá nó rất là rẻ. Tất nhiên thì con này sẽ không phải là hàng mới nhưng mà về cơ bản thì nó đang còn rất là đẹp. Các bác về có thể đeo thoải mái. Cấu hình máy thì ngon, phủ đài si rồi phủ super clear chống loá siêu trong, không thiếu một cái gì cả. Giao lưu giá rất hợp lý các bác nhé, 12 triệu 500 ngàn, thật sự rẻ. Bảo hành 24 tháng miễn phí tất cả các lỗi, riêng rơi vỡ bọn em hỗ trợ 50% và cam kết là đến gấp 10 nếu phát hiện hỏng phách. Mọi thông tin liên hệ thì em để phía dưới phần tiêu đề cũng như là mô tả sản phẩm như số điện thoại, Facebook, Zalo. Tất nhiên đối với những sản phẩm giá trị cao này mong các bác thông cảm là bọn em sẽ có yêu cầu cọc trước từ 15 đến 20% nhé. Con này có điểm nhấn đến từ bộ kim rất đẹp các bạn.